lượng rất nhiều các phương án tấn công. Thời tiết thuận lợi cho những ngày gần đây giúp buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trong không khí vui vẻ và tích cực. Bên cạnh những bài tập thể lực thông thường, nội dung được ban huấn luyện U22 Việt Nam dành sự ưu tiên hơn cả chính là các bài phối hợp trung lộ cũng như trồng biên. Huấn luyện viên Hữu Thắng tỏ ra rất sát sao khi trực tiếp đứng ra chỉ đạo các bài tập này, đồng thời liên tục đặt ra yêu cầu rất cao cho các học trò. Dễ hiểu cho điều này khi chất lượng trong các đường truyền của các cầu thủ là chưa cao. Thật ra thì để mà nói đạt yêu cầu những cái đường truyền như thế thì thực ra là vẫn chưa đạt yêu cầu nhiều. Vì bọn em hôm nay buổi tập hôm nay thì bọn em còn truyền hỏng rất là nhiều và cái thời điểm thì vẫn chưa chính xác được. Điều đáng mừng là các tiền đạo đang cho thấy sự tiến bộ, đặc biệt trong khâu dứt điểm. Từ Công Phượng, Đức Trinh, hai cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương Hồ Tuấn Tài đều cho thấy hiệu suất làm bàn khá tốt trong các tình huống phối hợp nhóm. Em thấy là hôm nay hàng tiền đạo và hàng tấn công nói chung là có khả năng dứt điểm và có khả năng dứt điểm là tốt hơn mọi khi, cải thiện được rất là nhiều. Ngoài các bài phối hợp